Give that a one. Ừ, mẹ thì gì cũng thích. Mẹ. Mẹ. Để được nữa, con nghèo chơi lá sinh nhật. Cười cái gì? Là hôm qua buồn cười mãi, vẫn chờ lại họa tiết. Có cái phần mà coi để như nặng cũng cái gì. Tối mà trái tim đấy. Con này mệt quá, con bé này mà nó thứ thế là thôi. À, không gọi được. Chọn phía ngoan thế. Người ta không hợp. Hợp với mình. Xem gì đấy con? Ôi. Thế tí bạn này đến giờ đấy là ngủ. Ngủ xong rồi mẹ ra. Thôi nhà bạn kia nghỉ đi khám. Khám loại sơ sinh. Một bạn chị bảo ấy. Đúng là gọi ai quay đấy nhỉ, con là cũng phải đăng nhà nó. Facebook chị là gì? Chị có Facebook không? Không, chị cái bố chị đâu thôi, nhưng mà thân thích chị không. Không. Có kiểu như là cái gì, à Sunny cái gì. Mà không, nó chị ra nó bút ảnh thôi, bố cái thằng to con là cái nó giống thế. Nó mới nhảy đấy thế. Nhà ông bà cũng thấy có điều kiện nhà gần nó to rồi đấy. Chị đấy hình như chị em dâu đấy là làm phương thân, phương thân. Ừ, chị chơi với con chị đâu nó đấy. Là chơi đến bây giờ là ba mấy năm rồi đấy. Học học lớp 1 với nhau đến bây giờ đấy. Chơi từ hồi mini à? Ừ, từ hồi mini Kim Sun. Cùng là phố Huế không? Chị còn phố Huế mà. Bây giờ mặt chị lại phố Huế mà. Thì học cùng nhau ở trường ở đấy. Chị ở phố Huế à? Ừ, chị ở phố Huế. Chị có biết cái chỗ Hương Anh Fitness đâu? Được, biết. Biết đâu, mình sẽ đẹp tấm lên này rồi. À, chị hạ nước ngoài vẫn ở đấy. À, cũng ở đấy. Còn đấy luôn, cách nhà cách Hương Anh 2-3 nhà. À, à. Hương Anh to. Ừ, to. Có một tới nhà to nhất khi chị rời, chỗ vua. Chị khi đi lên, lên chị ngoại là chị đang tập tiếng mua gàm. Dài luôn. Nhìn người rất đẹp, để tóc dài. Chị nhìn cái ba Hương Anh này. Để tóc dài nhỉ? Nhưng mà hồi xưa thay thường trả liên quan nhau, buồn cười lắm. Tại vì chân vợ đi sau thì liên quan nhau. Ờ đúng rồi. Bây giờ em thì mà chồng trả liên quan nhau. Ôi, ông bố chồng nhà chị Hương, nhà ông đấy trẻ. Nạ đóng vậy. Thì nhà ông đấy thì trong chợ rời. Chùa Vua. Thì Chùa Vua đấy là nhà bà chị gái chị không? Tám đấy. Bảy tầng. Ông đấy. Còn nhà chị chính là chị ngoại thì ở đây. Cái giờ thì mình buồn cơm mình mà vợ chồng nên đi bộ ấy, bộ phố Huế đi bộ đấy. Chán liên quan nhau, cái tao vỡ chết rồi, mình xong này hay ngược lại. Không có liên quan nhau. Để chị con bé kia thì chơi chị từ lớp 1 thế xong rồi là chơi nhau với nhau lấy chồng nhá. Tầm tầm đàn đàn lúc đấy lấy cả một loạt. Đẻ một loạt. Mỗi mình sót cái này đấy. Còn mà nó lên bằng từ nhau hết mà. Giờ thứ hai đều học lớp 1 hết. À, xem ai. À chị ăn Facebook này. Hôm nay em giới thiệu các bạn Facebook của chị. Còn Facebook chính thì chị sẽ hát. Tấm vé thẳng. Ngủ xin thế nhỉ. Xin thế. Đây là cái ảnh này hả? Vâng, đúng rồi. Có mỗi cái Facebook này. Rồi, luôn cùng con.
nhìn già quá. Rồi. Con em, gái đấy. Em gái của tôi nó già. Anh này là bên Bắc về này. Đấy, nó tham gia nhà anh nhá. Con gái, bạn ấy con gái. Nhìn già quá. Mời cái mặt tôi yêu. Đấy, đó là ấy không? Còn lấy anh này không? Này nghe mà. Nhìn anh thì đã thấy nuôi tốn cơm rồi. Không khác gì hai thằng kia, chị bé cũng thế, hai kia bé chị bé lắm. Mình nhảy nó xong rồi, hàng tháng lại 2 cân thôi. Cứ 3 tháng hay là được 9 cân. Ngoan thế nhỉ. Sớm ngủ mất rồi. Phi pha, phi pha. Phi pha quá rồi. Chưa để trong mắt được lờ đà rồi. Vậy thôi. Chung. Mệt thế. Nhìn mặt đã thấy mệt rồi. Rồi, đi thôi.